Cuộc chiến không giới tuyến. A Móng đứng ra làm chứng vạch mặt Lão Hề. Để vạch mặt được một con cáo già mưu mô đầu có sạn như Lão Hề không phải là đơn giản, bởi hắn luôn biết cách bịt đầu mối, xóa dấu vết. A Móng vì bị Lão Hề ép mà đã trở thành kẻ vận chuyển hàng cấm cho hắn. Và ngay khi bị vây bắt, A Móng đã một mực nhận tội về mình mà không dám hé nửa lời khai ra Lão Hề, bởi vì bao năm qua Móng sợ rằng con gái của mình sẽ gặp nguy hiểm. Trung đã xuất hiện và cam kết đảm bảo cho an toàn của bé Măng. Cuối cùng, Móng đã khai ra sự thật và đứng ra làm chứng cho mọi tội lỗi của Lão Hề, khiến Lão phải giơ tay chịu trói. Từ khi làm con nuôi của đồn biên phòng, bé Măng luôn đau đớn nỗi đau về bố. Cô bé luôn thao thức, thương nhớ và thường xuyên viết thư cho bố, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến vô vọng. Những cánh thư đi không có hồi âm trở lại khiến cho Măng rất buồn. Và rồi, khi câu chuyện của quá khứ thêm một lần nữa bị xáo lại, khiến cho bé Vải giận Măng vì chính bố của Măng đã giết bố của mình. Trung biết rằng có ẩn khúc phía sau chuyện này, anh đã trực tiếp đến gặp Móng để dò xét tình hình. Không phải là A Móng không nhớ con gái, mà bao nhiêu năm qua hắn đang nuốt nỗi đau vào lòng. Chỉ vì cuộc sống nghèo khó, chỉ vì muốn có miếng cơm hộp sữa cho bé Măng mà Móng đã phải làm việc cho Lão Hề, dấn thân vào tội lỗi khiến cho đội trưởng Sùng, bố của bé Vải, ra đi. Nhưng ngay khi vừa bị bắt thì một lệnh trên ban xuống: nếu mày muốn con gái của mày bình yên thì nên biết giữ mồm. Chính vì vậy mà A Móng đã giữ im lặng, nhận toàn bộ lỗi về mình. Thậm chí những bức thư của bé Măng gửi đến, Móng cũng không dám đọc vì sự đe dọa của Lão Hề. Bọn chúng sợ rằng Măng đã là con nuôi của đồn biên phòng nên sẽ bại lộ mọi chuyện. Và trong lần gặp mặt, Trung đã nhanh chóng nhận ra vấn đề. Trung biết Móng đã có nỗi sợ, Móng chưa tin tưởng vào lực lượng biên phòng, sợ con gái sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, thậm chí còn trực tiếp đưa Măng đến gặp bố, khiến cho Móng vô cùng cảm động. Cuối cùng, Móng đã quyết định khai ra sự thật và sẵn sàng làm chứng trong phiên tòa xét xử Lão Hề, khiến cho Lão bất ngờ, ngạc nhiên và phải cúi đầu nhận tội.